Chào mọi người nhé. Bây giờ tôi sửa cái máy giặt này. Máy giặt này thì khá lâu rồi, hôm trước bị nó không kéo xả được nhá, tức là nó đây mặt của nó trước đây, mặt sau đây, còn mặt trước đây. Các bạn nhé, loại này nó không bị xả nhá, tức là nó không xả được. Thì tôi đã thay thế điện 220 công suất xuống chỗ cái nơi này, kéo xả này nhá. Đây công suất xuống kéo xả này, mà cục này cũng hỏng luôn do nó bị chết cái con điện trở này, hai điện trở của con diode này tôi đã thay rồi. Điện trở diode đấy, điện trở diode này bị ở đằng sau có hai con jack nhá, một con cho kéo xả và một con cho nó, hai con ở về phía này, tức là hai con một bên để xả compo đấy, tức là có hai con nằm ở đây, nó chạy ra ở đường này, cái đường dây dây vàng này, đây nó cấp xuống dưới cái xả này nhé, dưới cái lỗ xả này nhé, đây hai dây xả này, rồi tôi đang kéo ra nhé, bây giờ tôi sẽ lật xuống nhé, lật ngả xuống để làm cái đầu của nó bị gầm đúng với cái này, nhưng mà do nó rồi các bạn nhé, cái này gầm không vừa nhé, cho nên bây giờ chúng ta phải tiến hành xử lý cái này nhé, gầm không không vừa được nhé, có lẽ tôi phải kéo cái này ra, kéo cái này ra để xử lý đó. Cái kéo như thế nào vậy? Cái này nó buộc ở đây các bạn nhé. Gặp cái này không tiếp được điện nhé. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái này. Có lẽ chúng ta phải cắt ra. Cắt ra từng cái một chúng ta gặp nhé. Chúng ta để làm sao cắm vào đây cho vừa nhé. Cắm đấy nó không vừa các bạn. Cái này nó không tiếp xúc được nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt cái này ra. Làm sao để gặm cho cái này cho vừa này. Đây, tôi cắm xem. Cắm không vào các bạn. Cái này chắc to quá. Chân này như thế nào? Chân này vừa vừa thôi. Sao lại thế nhỉ? Rồi lại mình lại cắt ra hoàn thì không đúng kiểu của nó. Tôi xem sao. Chúng ta cài ra được các bạn nhé, chúng ta lấy lợi và chúng ta cài ra xem thử nó như thế nào đấy nhá, chúng ta cài ra được nhé, chúng ta thử ướm vào đây có thể xem sao nhé. Rồi vào đây là nhấn được bình thường các bạn, để như này xem sao. Rồi, có thử chúng ta kéo xả rồi như thế nào? Chúng ta thử bấm vào trên các bạn nhé. Rồi chúng ta gầm điện đấy ạ. Chúng ta thử kéo xả rồi như thế nào? Chúng ta cắm điện nhé. Rồi nhé. Xem được cái này kéo ra hết nhé. Hôm nữa nếu nó kéo được trở lại là ok nhé. Bây giờ chúng ta phải bấm vào trên này. Rồi. Nó đây là nút nguồn các bạn nhé. Nguồn bấm tắt này, bật vào nút nguồn này, bật vào
vào watt đây. Rồi, chúng ta bấm vào start đây. Start nghe. Bấm vào đây. Không biết báo lỗi gì cũng biết là nó phải chưa có nước hoặc có cái gì đấy, thì tôi dừng dậy và chúng ta sẽ tiến hành làm thử nhé. Đây các bạn nhé, chủ yếu là cái này tiếp xúc tốt này. Đây nó có hồ lúc này nó chặt vào đây cái này, tức là nó bỏ vào cái này nhưng mà nó không tiếp xúc được, chúng ta phải cạy cái này ra nhé. Còn cái này chúng ta chỉ cần nhấn thẳng vào các bạn nhé, nhấn thẳng vào cái lẫy như thế này và chúng ta rút ra nhé. Rồi chúng ta gặm như thế này. Điện áp 220 khi bật sợ là nó phải ở xuống đây, là nó phải báo điện 220 xuống đây các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ tiến hành rút ra này. Đầu tiên chúng ta rút ra. Rút ra và chúng ta bấm nhé. Bấm khi nào cái này nó kéo lại là được nhé. Đây bây giờ tôi giảm điện và các bạn thấy cái này nó kéo lại là ok nhé. Rồi, máy đang quay đây nè. Tí nữa nó kéo lại là được. Không biết tôi bật vào sở hay là vào giặt đây không biết. Sao là chưa ấy này. Để tôi lấy xem nào. Các bạn. Solo này. Bật try nhá. Bật lại nhá, tắt này. Bật này. Bật lại nút trên này nhé, nút vắt sợ nhé. Bấm ở bên dưới này, tôi bấm nút này lọt đi. Đấy, và chúng ta bấm start ở bên dưới, bên start đây này. Start ở đây. Start ở đây, bấm nhé. Xem thử nó như thế nào nhé, nó kéo nhé. Đấy, nó đang kéo các bạn. Đấy, nó kéo lên. Đấy. Nó đang kéo. Đấy. Và xem điện 220 này. Chúng ta đo điện 220 nó còn kéo, đang điện 220 là được đấy, nó vừa sợ vừa ấy đấy. Đây điện 200 thôi, tôi rút đi, cái này không có nó đang quay rồi. Như vậy là điện 220 xuống đây nhé, khi nào điện ở đây báo 220 thì nó sẽ kéo cái này lại, còn cái này thì không kéo được các bạn nhé. Chúng ta nếu chúng ta thử cái này để xem sao nhé, cái này đang đo bình thường nhé nhưng mà lại bị kẹt nhé. Chúng ta sẽ tiến hành thử xem để cái này có sống rồi không. Nếu sống thì lắp rồi cái này còn khỏe hơn là nhiều. Đấy. Cái này tôi đã thử hôm trước rồi. Nhưng mà bây giờ ấy, tôi cũng không phải thử làm gì bởi vì tôi đã mua thay cái này tôi đã thử rồi nhé. Thôi vứt ra đi để mà tiến hành lắp vào. Chúng ta sẽ tiến hành lắp vào. Đừng. Ủa, nó có hai vít to như gì ở đây đâu mày. Đây. Hôm trước không biết tôi để vít ở đâu rồi. Các bạn găm nó vừa vào nhá. Thì khoan ạ. Chúng tôi bật về thang nhân 1 cho nó dễ xem hơn. Đây dây phanh chúng ta kéo vào chỗ này các bạn nhé. Lắp dây phanh rồi nhé. Khoan để tôi lắp làm sao cái mẫu này nằm ở vào trong là được này. Đây nhá, chúng ta lắp làm sao cái dây lọt vào bên trong và chúng ta vặn hai vít ở bên này là được nhá. Ok nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành lắp tiếp. Bây giờ chúng ta vặn hai vít bên này nhá.